Nhà hàng cơm chay Di Lạc chuyên cung cấp những món ăn chay cho tiệc tùng, hội đoàn và cưới hỏi. Những món ăn đặc biệt như bát bửu, liên trì dục nguyệt, long môn quá hải hoặc thanh tịnh hương sơn đặc chế từ đậu nành nguyên chất và các loại rau cải tuyệt vời không bột ngọt và không có trứng để tạo điều kiện cho quý khách mới vừa bước vào con đường ăn chay có cảm giác như đang ăn tiệc. Nhà hàng tọa lạc tại 1644X đường Capital Expressway, San Jose 95121 408 238. 86 86 408 238 86 86 nhà hàng cơm chay Di Lạc trân trọng kính mời